sáng ngày 2 tháng 10, Công an huyện Định Quán đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Hoàng Văn Tính, sinh năm 1986, ngụ xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo đó, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9, tài xế Tính điều khiển xe khách giường nằm thành bưởi chở theo 32 hành khách, lưu thông trên quốc lộ 20 hướng từ Dầu Dây đi Đà Lạt. Khi đến khu vực km 48, khu vực ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tài xế Tính điều khiển xe ô tô chạy tốc độ 69 km/h, vượt bên trái một xe tải lưu thông cùng chiều và đâm vào phía sau bên trái của xe tải này. Sau đó, điều khiển xe khách lấn qua phần đường bên trái và đâm vào xe ô tô 16 chỗ do nam tài xế, sinh năm 1990, ngụ tỉnh Bình Thuận, điều khiển chở theo 8 người, đang lưu thông hướng ngược lại. Cú tông mạnh khiến 5 người tử vong và 3 người bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Tính khai nhận, thời điểm lái xe gây tai nạn, Tính đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái 3 tháng về hành vi điều khiển ô tô khách chạy quá tốc độ.